Hello anh em cũng ngoài đường pit nha. Ngày hôm nay có một thông tin không thực sự vui liên quan đến trường hợp chấn thương của một thành viên đội tuyển Việt Nam. Đó là Nguyễn Quang Hải khi anh đã phải bỏ buổi tập cũng như là thi đấu giao hữu giữa câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và câu lạc bộ Phú Thọ. Và mới đây thì bác sĩ Choi Ju-yong đã đề nghị là Quang Hải đến để ông trực tiếp thăm khám. Vào ngày 7 tháng 3 vừa qua thì Quang Hải trong lúc mà đến dự lễ khai trương Trung tâm Phục hồi Chấn thương Thể thao Quốc tế IRC do Lương Xuân Trường sáng lập thì có gặp bác sĩ Choi Ju-yong và ông khá là lo lắng cho cái chân thuận của tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội FC. Một ngày mà trước khi cùng với các đồng đội ở tuyển Việt Nam như Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy hay là Minh Vương đến dự khai trương IRC của Lương Xuân Trường thì Quang Hải cũng không thi đấu ở trận giao hữu giữa Hà Nội FC với Phú Thọ vào ngày 6 tháng 3. Đó là trận đấu mà Hà Nội FC giành chiến thắng với tỷ số 5-0. Tuy nhiên là tiền vệ Quang Hải thì chỉ ngồi trong cabin ở hiệp 1 và sau đó thì ra tập phục hồi ở hiệp 2 dưới sự giám sát của các bác sĩ câu lạc bộ. Sau khi mà biết cái thông tin này thì bác sĩ Choi Ju-yong cảm thấy rất là lo lắng. Tuy nhiên là do là bận rộn với việc giới thiệu cơ sở vật chất của trung tâm IRC nên là bác sĩ Choi không kịp gặp riêng Quang Hải để trực tiếp thăm khám. Chính vì vậy mà sau đó bác sĩ người Hàn Quốc đã trực tiếp liên hệ với tiền vệ của Hà Nội FC để hỏi thăm về tình trạng dây chằng ở đầu gối trái. Do việc trao đổi qua điện thoại gặp nhiều hạn chế về ngôn ngữ nên là bác sĩ Choi sau đó đã đề nghị Quang Hải là ngày 8 tháng 3 thì đến gặp ông để kiểm tra lại mức độ chính xác của chấn thương vốn ở chân trái là chân thuận của ngôi sao bóng đá sinh năm 1997 này. Theo quan sát thì Quang Hải bị đau dây chằng gối và phải chườm đá sau buổi tập phục hồi vào ngày 6 tháng 3 vừa qua. Nói chung là bác sĩ Choi lo lắng là điều dễ hiểu bởi Quang Hải là mắt xích cực kỳ quan trọng của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới thì Quang Hải đương nhiên là nhân tố quan trọng nhất trong sơ đồ tấn công của tuyển Việt Nam khi mà chúng ta vẫn còn gặp ba đối thủ rất mạnh là Indonesia, Malaysia và UAE vào đầu tháng 6 này. Và trước khi đến phần chính của chương trình thì Minh Hải